Mọi chuyện có vẻ không thuận lắm. Cái cô Hiền thì gọi cho anh suốt, mà việc bán công ty thì chưa đâu vào đâu. Thôi, cứ nằm nghỉ đi, ngồi lên làm gì. Thôi, để em dậy. Nằm cả ngày mỏi người lắm. Để anh. Theo em nghĩ, nếu như nhà cô ta vẫn muốn thông qua Charlie để mua lại Lan Hà thì mình bán thôi. Hét một cái giá cắt cổ. Dù sao, thứ chúng mình cần vẫn là tiền mà. Không. Quan điểm của anh rất rõ ràng. Tiền nhiều đương nhiên là thích thật đấy. Nhưng không thể vì tiền thay đổi mục tiêu ban đầu được. Với anh, Lan Hà chính là sự trừng phạt cho lão trưởng. Chúng ta không thể nào dễ dàng trao lại như vậy được. Vậy em quên rồi à? Cô ta còn cháo cho dụ mẹ ra tòa làm chứng chống lại anh cơ mà. Nhưng mà yên tâm, anh với Tuấn đang tìm đơn vị khác rồi. Để dùng tách trà. Sao? Có chuyện gì không? Mẹ, có lẽ việc mua lại Lan Hà không thuận ạ. Tài Nghĩa đã đề phòng, chắc chắn là sẽ không dễ dàng cho chúng ta. Con xin lỗi ạ. Mấy ngày hôm nay con cứ đang nghĩ về khu trị liệu chỗ Bắc Thiện. Bố đã đặt nền móng ở đó. Nếu như ta không lấy lại được Lan Hà thì mình có thể phát triển khu trị liệu đó. Nó cũng vừa sức với nhà mình, mà bản thân con cũng thấy tự tin hơn với việc này ạ. Sao mẹ lại cười ạ? Mẹ nghĩ mẹ đã không phí công đẻ ra cô con gái này. Mấy hôm nay mẹ cũng nghĩ về nó rất nhiều. Thậm chí mẹ đã nghĩ cả một dự án cho nó. Thật ạ? Vậy là mẹ con mình có cùng suy nghĩ với nhau. Chúng ta đừng nhìn vào những gì đã mất, mà phải nhìn vào những gì mình đang có ấy. Thật là may, chúng ta vẫn đủ năng lực tài chính để duy trì những gì bố con để lại. Việc của chúng ta bây giờ là gìn giữ, vận hành nó, để sau này bố con trở về còn có cái mà gây dựng phát triển chứ. Và hơn hết, chúng ta sắp có một đứa trẻ chào đời. Chúng ta có đủ động lực mà, phải không?